Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 29 người nào bị quả trách thường lại cứng cổ mình sẽ bị bại hoại thình lình không phương cứu chữa khi người công bình thêm nhiều lên thì dân sự vui mừng nhưng khi kẻ ác cai trị dân sự lại rên siết người ưa mến sự khôn ngoan làm cho cha mình được vui vẻ còn kẻ kết bạn với người kỵ nữ phá tan của cải mình vua nhờ sự công bình mà làm nước mình vững bền những ai lãnh của hối lộ, hủy hoại nó. Người nào vua nịnh kẻ lân cận mình, dăng lưới trước bước người. Trong tội lỗi của kẻ ác có một cái bẫy, nhưng người công bình ca hát mừng rỡ. Người công bình xét cho biết duyên cớ của kẻ nghèo khổ, còn kẻ ác không có trí hiểu để biết đến. Kẻ nhạo bán châm lửa cho thành thiêu cháy nhưng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu muội dầu người giận hay cười cũng chẳng an hòa được kẻ làm đổ huyết ghét người trọn vẹn nhưng người ngay thẳng bảo tồn mạng sống mình kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại nếu vua lắng tai nghe lời giả dối thì các tôi tớ người trở nên gian ác. Kẻ nghèo khổ và người hà hiếp đều gặp nhau. Đức Giê-hô-va làm sáng mắt cho cả hai. Vua nào theo sự chân thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ, ngôi người sẽ được vững bền đời đời. Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan còn con trẻ phóng túng làm mắc cỡ cho mẹ mình khi kẻ ác thêm thì tội lỗi cũng thêm nhưng người công bình sẽ thấy sự sa ngã chúng nó hãy sửa phạt con người thì nó sẽ ban sự an tịnh cho người và làm cho linh hồn người được khoái lạc đâu thiếu sự mặc thị dân sự bèn phóng tứ nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay chẳng phải bởi lời nói mà sửa trị kẻ làm tội, vì dầu nó hiểu biết, nó cũng không vâng theo. Con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn. Người nào dung dưỡng kẻ tôi tớ mình từ thuở nhỏ, ngày sau sẽ thấy nó thành con trai của nhà. Người hay giận gây ra điều tranh cạnh và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay. Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống, nhưng ai có lòng khiêm nhường sẽ được tôn vinh. Kẻ nào chia phân với tay ăn trộm, ghét linh hồn mình, nó nghe lời thề mà không tỏ điều gì ra. Sự sợ loài người, gài bẫy, nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự. Nhiều kẻ cầu ơn vua song sự lý đoán của người nào do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Kẻ gian tà lấy làm gớm ghiếc cho người công bình, và người ăn ở ngay thẳng lấy làm gớm giết cho kẻ gian ác. Chương 5 Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới thì ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của simon biểu người đem ra khỏi bờ một chút rồi ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng khi ngài phán xong thì biểu simon rằng hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá simon thưa rằng thưa thầy chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết dầu vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm đến nỗi lưới phải đứt ra Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Simon Fierro thấy vậy liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng Lạy Chúa xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia cơ và giăng con CBD là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng: "Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người." Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Đức Chúa Giêsu đương ở trong thành kia. Có một người mắc bệnh phun đầy mình, thấy Ngài thì sắp mặt xuống đất mà nài xin rằng: "Lạy Chúa, nếu Chúa khứng chắc có thể làm cho tôi được sạch." Đức Chúa Giêsu giơ tay rờ đến người ấy mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì bệnh phun liền hết. Đức Chúa Giêsu cấm người đó học chuyện lại với ai, nhưng dặn rằng: Hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dân của lễ về sự ngươi được sạch, theo như môi xe dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ, có người pha ri -si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ giu và thành Jerusalem đều đến, ngồi tại đó. Quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Bây giờ, có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giêsu. Nhưng vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ bèn phán rằng: Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Các thầy thông giáo và người pha-ri-si bèn nghị luận rằng: người này là ai mà nói phạm thượng vậy? ngoài đức chúa trời há có ai tha tội được sao? nhưng đức chúa giêsu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng các ngươi nghị luận gì trong lòng? nay nói rằng tội ngươi đã được tha, hoặc rằng ngươi hãy đứng dậy mà đi thì bên nào dễ hơn? vả hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. ngài phán cùng kẻ bại rằng ta biểu ngươi đứng dậy vác giường trở về nhà. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng vác giường mình đã nằm và đi về nhà ngợi khen Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sững sờ ngợi khen Đức Chúa Trời và sợ sệt lắm mà nói rằng hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường. Kế đó, Đức Chúa Giêsu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Lê Vi đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng hãy theo ta. Lê Vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy, đi theo Ngài. Lê Vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người pha -si và các thầy thông giáo họ lầm bầm, nói cùng môn đồ Ngài rằng, sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Chúa giê -xu phán cùng họ rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, xong là người đau ốm ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, Xong gọi kẻ có tội. Họ thưa Ngài rằng, môn đồ của dân thường kiên ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người pha ri -si, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. Ngài đáp rằng, trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiên ăn được sao? Xong đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiên ăn vậy ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ nếu vậy áo mới phải rách và miếng rẻ mới cũng không xứng với áo cũ cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ nếu vậy rượu mới làm nứt bầu ra rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi song rượu mới phải đổ vào bầu mới lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn. Chương 37 Phải, trái tim tôi run sợ vì sự đó. Nó nhảy động rời khỏi chỗ nó. Khá nghe, khá nghe giọng vang dày của tiếng Ngài và tiếng ầm ầm ra khỏi miệng Ngài. Ngài khiến nó dội dưới các tầng trời và chớp nhoáng Ngài chiếu đến cùng trái đất. Kế liền có tiếng ầm ầm. Ngài phát tiếng oai nghi và sấm rền ra và khi nổi tiếng Ngài lên thì không cầm giữ chớp nhoáng lại. Đức Chúa Trời phát tiếng và sấm rền ra lạ kỳ. Ngài làm những công việc lớn lao mà chúng ta hiểu không nổi. Vì Ngài phán với tuyết rằng hãy xa xuống đất và cũng phán vậy cho trận mưa mây và mưa lớn. Ngài niêm phong tay của mọi người để mọi người Ngài đã dựng nên biết được công việc của Ngài. Khi ấy, các thú vật rừng rút trong hang nó và ở trong hầm của chúng nó. Từ các lầu cát phương Nam, bão tuôn đến và gió Bắc dẫn lạnh lẽo đến. Nước đá thành ra bởi hơi thở của Đức Chúa Trời, bề rộng của nước đông đặc lại. Ngài chứa nước trong mây và dăng ra các mây chớp nhoáng của Ngài. Nhờ Ngài dẫn dắt, nó bay vận khắp tứ phương, đặng làm xong công việc mà Ngài phán biểu nó làm trên khắp trái đất. Ngài sai mây, hoặc để giáng họa, hoặc để tưới đất, hoặc để làm ơn cho loài người. Hỡi Gióp, hãy nghe lời này, khá đứng yên, suy nghĩ về các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Ông có biết cách nào Đức Chúa Trời sắp đặt các việc ấy chăng? Cách nào Ngài chiếu lòa chớp nhoáng của mây Ngài chăng? Ông có biết mây cân bình sao chăng? có hiểu công việc diệu kỳ của đấng có trí huệ trọn vẹn sao chăng có biết cớ sao quần áo ông nóng khi ngài lấy gió nam mà làm cho trái đất được an tịnh ông có thể trải bầu trời ra với đức chúa trời chăng nó vốn vững chắc như một tấm kính đúc hãy dạy cho chúng tôi biết điều chúng tôi phải thưa cùng ngài vì tại sự dốt nát chúng tôi chẳng biết bài lời gì với ngài người ta há sẽ thuật với đức chúa trời rằng tôi muốn thưa với ngài sao nếu ai nói với ngài quả hẳn sẽ bị nuốt đi bây giờ người ta không thấy sự sáng chói lòa nó đã ẩn trong mây nhưng gió thổi qua xô mây đi và trời trong trẻo lại ráng vàng từ phương bắc đến nơi đức chúa trời có oai nghiêm đáng sợ thay luận về đấng toàn năng ta không tìm thấy đến ngài được Ngài vốn rất quyền năng, rất chính trực và công bình cực điểm, không hề hà hiếp ai. Bởi cơ ấy nên loài người kính sợ Ngài. Ngài không đói đến kẻ nào tưởng mình có lòng khôn ngoan. Chương 38 Bây giờ, từ giữa cơn gió chốt, Đức Chúa Trời đáp cùng gióp rằng Kẻ này là ai, dám dùng các lời không tri thức mà làm cho mờ ám các mưu định ta? khá thắt lưng người như kẻ giỏng sĩ. Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta. Khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng hãy tỏ bài đi. Ta đã định độ lượng nó và dăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng? Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá gấp của nó? Trong khi ấy, các sao mai đồng hát hòa nhau và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại? Khi ấy, ta ban cho nó mây làm áo sống, lấy tâm tối làm khăn vấn của nó. Ta định giới hạn cho nó, đặt then chốt và cửa của nó mà rằng, mày đến đây chứ không đi xa nữa. Các lượng sóng kiêu ngạo mày phải dừng lại tại đây. Từ khi ngươi sinh, ngươi há có sai khiến buổi sáng và phân định chỗ cho hừng đông để nó chiếu đến bốn bề trái đất và đuổi rải kẻ gian ác khỏi nó chăng? Trái đất biến hình như đất sét dưới dấu ấn và mọi vật hiện ra trau dồi như bằng áo. Sự sáng đã cất khỏi kẻ ác, cánh tay chúng nó dơ lên đã bị gãy rồi. Chớ thì ngươi có thấu đến nguồn của biển sao? há có bước dưới đáy của vực sâu chăng? Cửa âm phủ, há có bày ra trước mặt ngươi chứ? Có thấy các cửa của bóng sự chết chăng? lằng mắt ngươi, có thấu đến nơi khoan khoát minh mông của đất chăng? Nếu ngươi biết các điều đó, hãy nói đi. Con đường dẫn đến nơi ở của ánh sáng là đâu? Còn nơi cửa tối tăm thì ở đâu? Chớ thì ngươi có thể dẫn nó lại vào địa giới nó sao? có biết các đường lối của nhà nó ở chăng? Không sai, người biết mà, vì ngươi đã sanh trước khi ấy, số ngày ngươi lấy làm nhiều thay. Ngươi có vào các kho tuyết chăng, có thấy nơi chứa mưa đá mà ta đã để dành cho thì hoạn nạn, cho ngày chiến trận và giặc giả chăng? Ánh sáng phân ra bởi đường nào, và gió đông theo lối nào mà thổi ra trên đất? Ai đào kinh cho nước mưa chảy phóng đường cho chớp nhoáng của sấm sét để mưa xuống đất bỏ hoang và trên đồng vắng không có người ở đặng tưới đất hoang vu mông quạnh và làm cho các chồi cây cỏ mọc lên mưa có cha chăng ai sinh các giọt sương ra nước đá ra bởi lòng của ai ai đẻ ra sương móc của trời nước đông lại như đá rồi ẩn bí và mặt vực sâu trở thành cứng ngươi có thể riết các dây chằng sao rua lại và tách các xiềng sao cài ra chăng? Ngươi có thể làm cho các cung huỳnh đạo ra theo thì và dẫn đường cho bắt đầu với các sao theo nó chăng? Ngươi có biết luật của các từng trời sao? Có thể lập chủ quyền nó dưới đất chăng? Ngươi có thể cất tiếng mình la lên cùng mây khiến cho mưa tuôn xuống thân ngươi chăng? Ngươi có thể thả chớp nhoáng ra để nó đi và đáp với người rằng, thưa chúng tôi đây. Ai có đặt khôn ngoan trong lòng và ban sự thông sáng cho trí não? Ai nhờ sự khôn ngoan mà đếm được các mây Khi bụi đất chảy như loài kim tan ra, và các cục đất dính lại nhau, ai nghiêng đổ những bình nước của các từng trời? Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con, thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Jesus quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.